Chào mọi người, một ngày mới. Bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay sẽ làm một món ăn thường nhật của hàng ngày của gia đình mình nha. Mình sẽ làm rất là đơn giản nhưng mà nó sẽ đầy đủ dinh dưỡng cho bữa chai của gia đình chúng ta. Thì món của ngày hôm nay mình làm là món rau muống. Mình sẽ xào dầu cùng với bò lát. Và đây là mình sơ chế rau muống. Mình ăn rau muống mình làm rất là kỹ, lúc nào mình cũng lặt rau muống cho nó sạch sẽ gọn gàng, những cái lá mà nó bị hơi úa mình sẽ bỏ đi, và từ ở dưới cái gốc mình sẽ bỏ lên một phần nó già. Và mỗi lần sơ chế rau muống như vậy thì mình làm rất là sạch sẽ. Mình lặt từ cọng một, rồi sau đó mình rửa lại một lần ba nước. Một lần rửa như vậy là mình sẽ rửa xong mình bỏ, và mình rửa thêm một lần nữa, mà ba lần như vậy đó. Thì trong rau, những cái loại rau bây giờ thì có khi sâu, có khi người ta làm không có sạch, cho nên mình ăn mình rất là kỹ về vấn đề rau củ. Mình luôn luôn là mình rửa ráy sạch sẽ, mình làm rất là sạch. Nếu mình làm không sạch thì nó sẽ còn một vài cái con gì nó ở trong rau của mình á. Cho nên vấn đề ăn rau ở đây mình rất là kỹ về vấn đề rửa. Mọi người nên chú ý nha. Mình nên lặt từ cọng như vậy nó sẽ an toàn cho rau mình hơn nha mọi người. Nếu mình để nguyên như vậy thì nó sẽ còn lộn lại những cái con gì sâu hay hoặc là những cái con nó ghê lắm. Mình đã nhìn thấy rồi, mình thấy rất là ghê. Cho nên mỗi lần mình ăn rau mình rất là kỹ. Chẳng những mình lặt từ cọng như vậy mình phát hiện ra cái con kỳ lạ trong cái rau của mình mà mình rửa sạch sẽ nó cũng dễ hơn. Mình cầm nguyên như vậy thì nó sẽ không an toàn cho rau của mình. Mình ăn rau mình rất là kỹ. Lật từ cọng một như vậy an toàn lắm. Mặc dù nó hơi mất thời gian một chút nhưng mà an toàn là trên hết. Mình không nể cái công lặt từ mình đâu. Chắc ăn hơn. Đúng rồi mọi người. Là nước đầu tiên. Nước cuối cùng.
trong những cái loại rau á thì sâu hay hoặc những cái con kỳ lạ nó hay bám vào lá lùm xùm của rau. Cho nên việc đầu tiên mà mình muốn ăn rau là mình phải sơ chế thật là kỹ, là từ khâu mình lặt rau cho tới mình rửa rau cũng thật là sạch. Như vậy thì nó sẽ bảo đảm an toàn cho cái rau của mình ăn hơn. Rồi thì bây giờ là tới khâu mình sẽ luộc. Giờ đây là bò lát. Rau muống hôm nay mình xào với bò lát. Trước khi xào là rau muống mình sẽ trụng. Mình trụng sơ qua nước sôi cho rau muống mình nó xanh. Mình sẽ ngâm. Mình sẽ ngâm trong vòng 10 phút hoặc 15 phút cho bò lát nó mềm ra. Rồi rau muống mình đã rửa sạch sẽ để ráo nước rồi, bây giờ mình bắt nước sôi lên. Mình sẽ trụng rau muống nha. Mình sẽ trụng rau muống sơ nha. Cho rau muống nó vừa sộp lại nó chín một chút thôi. Không quá nhiều. Trụng rau muống xương ngang xong. Mình sẽ bắt một cái chảo. Cho một ít dầu vào. Giờ mình sẽ lấy rau muống. Mình chỉ trụng vô nước, nó sôi lên rồi mình lấy ra. Rau muống nó sẽ vẫn còn xanh. Không cần quá chín, bởi vì khi mình xào lại nữa. Thì mình sẽ cho tỏi vào nha. Mình sẽ chiên nha, mấy cái tép tỏi này nó vàng lên. Giờ gốc của hành lá. Rồi khi tỏi nó đã vàng mình sẽ cho đây là bò lát chay. Mình sau khi mình ngâm rồi mình vắt nước cho khô nha. Mình sẽ cho bò lát chay vô mình xào trước. Cho hạt nêm nấm. Đây là hạt nêm nấm hương chay. Giờ cho khoảng một muỗng cà phê. Cho
thì một chút bột ngọt thôi, mình chỉ dặn lại thôi, và một chút xíu đường. À, trong các món ăn của gia đình mình thì mình nêm đường rất là ít nha mọi người, mình chỉ gắt một chút xíu thôi, không có để nhiều đường. Rồi chúng ta trộn cho đều gia vị nha, và cho rau muống vào luôn. À, đây là món chay rất là đơn giản mà nó sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng cho gia đình mình nha. Khi đổ rau muống mình trụng nước sôi rồi vô thì mình sẽ đảo cho nó đều cùng với bò lát để cho nó thấm gia vị. Mình muốn ăn giòn thì như thế này thì mình cũng lấy ra được, nhưng mà mình muốn cho nó chín thêm một chút nữa thì ai muốn ăn chín hơn thì mình sẽ đậy nắp lại. Còn nếu mà ai muốn ăn cho nó giòn vừa chín tới thì như thế này thì mình cũng sẽ lấy ra để dùng liền được. Ở đây thì mình sẽ để trên bếp khoảng chừng vài phút. Đây là hành lá, mình chuẩn bị hành lá nha. Mình muốn cho hành lá nó chín hoàn toàn thì mình sẽ để thêm vài phút nữa. Để cho hành lá nó chín. Để hành lá vô nó sẽ tăng hương vị. Và mình muốn ăn cay thì mình có thể mình để một ít sa tế. Đây là sa tế ớt và tỏi mình đã thử xong. Thì mình sẽ cho nó một ít vào món xào của mình nha. Rồi, mỗi lần những cái món ăn chay của gia đình mình cũng hay thích để sa tế vô. Nó tăng hương vị cay cay, nó làm cho mình khẩu vị mình nó được kích thích ngon hơn. Còn nếu không ăn cay được thì mình khỏi cần để. Rồi như vậy là mình sẽ tắt bếp. Wow, xong. Một món rau muống xào chay với bò lát rất là ngon và hấp dẫn. Và dễ làm, đơn giản lắm mà đầy đủ dinh dưỡng cho người ăn chay. Bởi vì lúc nào rau củ cũng là một chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Dù ăn chay hay ăn mặn thì mọi người cũng nên dùng rau củ quả thật nhiều vào. Chỉ là một món rau muống xào đơn giản cho người ăn chay thôi. Mọi người có nhìn thấy rất là hấp dẫn không? Đây là món bò lát chay. Không quá cầu kỳ, đơn giản nhưng mà rất là hấp dẫn, ngon. Tuyệt vời. Rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành một dĩa rau muống xào với bò lát chay. Rất là hấp dẫn. Chúc mọi người ngon miệng, một ngày mới tốt lành. Tâm được an lạc, trí tuệ sáng suốt, đầu óc minh mẫn. Nguyện hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. Nam mô A Di Đà Phật.